Chào toàn thể các cô chú anh chị em cùng toàn thể các bác thợ nuôi ong. Xin thưa với toàn thể kênh như thế này, hôm nay ong TV sẽ kiểm tra đàn nào được nhỉ? Kiểm tra đàn này đi. Nữa phải đi xa, ở ngoài kia thì nó lại cũng ngại đi các bác ạ. Một tay chứ là cầm đồ máy quay máy củng nhất nó lỉnh kỉnh hơi khó. Thì thế này, rất nhiều bác có hỏi ông TV là làm thế nào để có được những cái đàn ong nó phát triển gọi là khỏe mạnh và khai thác được nhiều mật cũng như là đàn ong đẹp. Thì xin thưa với toàn thể trên kênh là cái việc để mà có được đàn ong đẹp ấy thì nó có phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Tạm thời ta chia thành một số yếu tố cái nguyên nhân sau đây. Thì xin các bác cùng toàn thể các cô chú anh chị em chúng ta cùng ong TV kiểm tra đàn này, rồi chúng ta vừa kiểm tra vừa trò chuyện cho nó sống động, đúng không ạ? Để mà nói có điều kiện để có được đàn ong đẹp ấy thì đầu tiên ta phải nói đến đó là nguồn mật đã. Có nhiều người đánh giá khác nhau, có người thì nói là cái này tốt cần phải có cái này trước, có người cần cái kia trước. Nhưng mà theo tôi ấy, thì tôi nghĩ là cần phải có nguồn mật, gọi là nguồn và điều kiện tự nhiên thuận lợi trước. Thế nếu như mà ví dụ như các bác mà thấy rằng ở ngoài điều kiện môi trường ngoài ấy, thì nó không có tác động bởi bàn tay con người mà nó chỉ chọn lọc tự nhiên thôi, nhưng mà có rất là nhiều đàn ong rất là đẹp. Đó là điều kiện tự nhiên, ví dụ các bác không cần phải làm gì cả, nhưng mà đến vụ mật vải xong sau đó đến mùa mật nhãn thì đàn ong của bác dù có xấu chăng nữa tự nó phát triển lên, tỷ lệ nó hao hụt đi rất là ít thôi các bác ạ. Hao hụt đi rất là ít thì tự nó sẽ phát triển lên được và lên sẽ đẹp được các bác ạ. Điều này thì cũng được minh chứng qua một số cái đàn ong mà tôi thấy là ví dụ như để có nhiều bác ấy để có một đàn, một vài đàn có một hai cầu thôi qua mùa đông, xong rồi đến mùa xuân các bác cũng không kiểm tra thì đến đàn ong rất là xấu. Đến lúc mà chúng tôi xem, chúng tôi kiểm tra thì thấy là nó còn chỉ còn lại được đáng rúm quân bát quân rồi các bác ạ. Thế nhưng mà cứ để như vậy, bác cứ để như thế thôi, xong sau đó kết thúc vụ vải vụ nhãn các bác ấy có điện lại cho tôi là các bác ấy có đàn ong quay và chụp cho tôi thấy là đàn ong khá là đẹp. Khi đó thì các bác ấy mới đưa tầng nền, nghe chúng tôi kiểm tra nhưng chúng tôi thấy như vậy mới khuyến cáo các bác mới đưa tầng nền vào, nó mới xây lên, thì đúng với vụ mật vải mật nhãn nó lên rất là nhanh các bác ạ. Chính vì vậy tôi kết luận rằng là dù rằng gì chăng nữa, nhưng nếu như mà điều kiện thuận lợi, thứ nhất là nguồn, thứ hai là nhiệt độ thời tiết ưu đãi cho ấy, thì đàn ong sẽ đẹp ngay các bác ạ, sẽ rất là đẹp. Ở đây tôi đánh giá điều kiện thuận lợi để đàn ong phát triển nhất đó là để có được cái đàn ong đẹp ấy, phát triển tốt thì đầu tiên chúng tôi đề cao đó là điều kiện tự nhiên và thời tiết. Tiếp đến nữa thì đó là phải nói đến đó là cái phẩm chất con ong chúa. Thì cái phẩm chất con ong chúa quyết định đến toàn thể đàn ong này các bác ạ. Ví dụ các bác lấy được cái nguồn gen của ong chúa tốt, nó tính độ đàn cao thì nó sẽ ít chia đàn. Thì ví dụ như trường hợp như đàn ong này thì ba cầu đẫy và mật rất là nhiều các bác ạ, nặng rất là nặng tay, tôi cầm tay rất là nặng đây. Thế nếu như mà các bác mà thấy cái đàn ong mà nó tính tụ đàn nó không cao ấy, đến thời gian như thế này là nó bắt đầu chia đàn rồi, mà thời tiết bắt đầu nóng này thì nó sẽ đắp mũ ong đực rất là nhiều. Nếu các bác thấy cái cầu này nó cũng chỉ có, nhưng mà chỉ có lưa thưa cái mũ ong đực thôi, rất là ít. Một cái nữa là cái phẩm chất của ong chúa tốt, nó dẫn dụ đàn tốt thì đàn ong nó điều khiển, nó điều hành được cái đàn ong này, nó đi làm lượng quân này đi làm nó đồng đều các bác ạ. Nó không bị, tức là khi mà con ong chúa nó đẻ tốt ấy, trường hợp như trên hình các bác thấy đây, cái đàn này thì nó cũng chưa phải là xuất sắc, nó cũng chưa phải đẹp lắm, nhưng mà gọi là nó chỉ ở cái dạng gọi là 6-7 điểm thôi. Thế nhưng mà đây tôi đánh giá con ong, tôi đang nói về cái phần con ong chúa thì nó phải tốt thì nó mới dẫn dụ được đàn tốt các bác ạ, nó điều hành quân tốt được. Thế ví dụ như các bác mà thấy con ong chúa mà nó già rồi, có nhiều người nói chuyện nuôi những cái đàn ong mà phát triển qua được đến tận 2-3 năm rồi mà vẫn chưa phải thay ong chúa, thì xin thưa với các bác là
cũng được thôi, nhưng mà con ong chúa đó nó già rồi, nó đẻ cũng khác, nó lại kém đi rồi các bác ạ. Nó không phải là con nào già như vậy cũng đẻ kém, thế nhưng mà không phải con nào già vậy đẻ cũng tốt đâu các bác ạ. Nó cũng có một số con thế này, có con thế kia. Thế tóm lại là cái phẩm chất của ong chúa nó cũng khá là quan trọng. Theo chúng tôi ấy, thì cứ mỗi một năm tôi phải thay con ong chúa ít nhất là 2 lần, đó là để lựa chọn những cái con có phẩm chất tốt, gọi là chọn lọc và chọn lọc nhân tạo các bác ạ, chọn lọc nhân tạo vân vân. Nó cũng nhiều yếu tố phụ thuộc vào con ong chúa lắm. Ví dụ đầu tiên như tôi vừa nói là ui dồi, cái đàn này, cái cầu này các bác nhìn này ấy, như thế này là đưa nền vào nó nhận ngay các bác ạ. Mật rất là nhiều đây, mật vít nắp này, ấu trùng nhộng này, và lưỡi mèo cơi cả hai bên thành cầu luôn, hai bên đầu cầu. Nhưng cái này mà bên kia không có, chỉ bên này, bên kia chỉ hơi chớm chớm ấy. Này mà đưa tầng nền vào là nó nhận ngay các bác ạ, kể cả cầu bên trong này cũng có này. Tôi thấy tí nó nhấc lên cho các bác cùng xem. Đó là, xin phép các bác hơi lan man tí, quay lại vấn đề của chúng ta, đó là hai yếu tố quan trọng nhất để tác động đến đàn ong. Cái thứ ba nữa không thể không nhắc đến, đó là cái kỹ thuật của người nuôi ong. Cái kỹ thuật người ong rất là quan trọng các bác ạ. Ví dụ như trường hợp này đi, tôi chỉ nói đơn giản ngay ở trên cái cầu này thôi. Ví dụ như các bác mà có kỹ thuật, có nắm bắt được tình hình đàn ong này, nó đang muốn, đây các bác nhìn này, đấy, mật rất là nhiều đây. Phấn hoa tầng thứ hai này, phấn hoa này các bác này, đấy, nhộng này. Rất là nhiều, cả phấn, cả mật, cả nhộng luôn. Thế này thì các bác mà có nắm bắt được kỹ thuật, nắm bắt được cơ hội như này, các bác đưa tầng nền vào thì đương nhiên các bác sẽ được thêm một cầu nữa các bác ạ. Đó, ba cái vấn đề đấy là vấn đề xuyên suốt và cơ bản nhất của điều kiện phát triển được đàn ong. Tiếp nữa thì nó cũng phụ thuộc vào cái trình độ kỹ thuật. Ví dụ như là cái cầu ong ấy, nếu mà muốn được đàn ong phát triển tốt thì cái cầu ong phải là cầu mới. Nhưng nếu mà cầu cũ thì đàn ong nó không phát triển được mấy đâu các bác ạ. Cầu cũ thì không không phát triển như cơ. Ví dụ đầu tiên tôi có nói là ở cái đàn ong mà nó xấu xong rồi đến vụ vải, người ta lại chúng tôi kiểm tra và đưa thêm tầng nền vào đó cho họ, thì sau cái vụ nhãn vụ vải đó họ có đàn ong 2 3 cầu đẹp, gọi là cầu đẹp luôn các bác nhé, không phải là cầu thường mà gọi là cầu đẹp luôn. Đây cái đàn, cái cầu này nó cơi cả hai bên luôn các bác ạ. Chính xác là cái cầu này hai bên luôn. Tôi nhấc nhấc lên mình sẽ có cảm giác các bác ạ. Nhấc lên nó có cảm giác cả hai bên đầu cầu nó mắc lại mà. Khi nhấc lên, quên mất vừa rồi thì tôi cũng không nói với nói luôn với các bác, là khi ta nhấc lên ấy thì ta phải lựa lựa chéo chéo cái cầu đi trong trường hợp nó bị mắc. Đấy. Khói, hơi khói nhẹ nhẹ vào ong tản mát luôn các bác ạ. Khi nhấc lên mà ta thấy hơi mắc mắc, ui các bác nhìn này, phấn hoa này, đấy, thích không? Phấn này, phấn cây cây càng cua đây các bác này. Khi nhấc lên mà nó mắc, ta hơi chéo chéo cái cầu đi một chút để nó đỡ bị vướng các bác ạ, đỡ bị vướng, đỡ bị kẹp vào ong. Khi mà kẹp vào ong là ong nó hay đốt lắm, nó vào thuộc cái kỹ thuật của người nuôi. Trên bài này, trên đây là những cái mà đánh giá của tôi về những cái vấn đề quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phát triển của đàn ong các bác ạ. Thế thì để các bác nhìn đàn ong quần rất là đông nhé. Thế thì các bác phụ thuộc vào, các bác dựa vào những cái điều kiện trên thì các bác có thể là phát triển đàn ong làm sao cho nó phát triển, gọi là gây dựng đàn ong phát triển đẹp nhất. Ví dụ như nguồn thì sắp sửa đến vụ đây các bác nhìn này, tôi để chéo chéo này mới xoa xuống được đó. Tới đây ấy thì mùa nắng đến rồi. Thấy là cái mùa nắng nóng này ấy thì nguồn khá là kém, nhất là đối với phấn hoa ấy thì rất là ít. Đấy, tôi phải đổi cái này sang đây các bác nhé. Bây giờ tôi sẽ đổi cái này sang đây, không nó tức là ta đảo cầu. Lại nói lại cái bài của ta hôm nay thì thế này, cái mùa nắng nóng đến thì phấn nó rất là ít các bác ạ. Ở ngoài môi trường cũng có phấn đấy, cũng hoa nó cũng có tiết phấn đấy, nhưng mà do là nắng cho nên là và gió cho nó thổi bay phấn đi rất là nhiều và nó khô, phấn ong không vê được. Thế còn nó có nhưng mà có ít ít hơn mùa xuân, cho nên là đàn ong nó phát triển kém. Vì vậy nhưng các bác cần phải bổ sung phấn hoa cho đàn ong. Tại sao mùa hè và mùa xuân, mùa hè và mùa đông là cần phải bổ sung cái phấn hoa cho ong, nó là như vậy các bác ạ.
Trên đây là bài hôm nay thì cũng chia sẻ với các bác về cái một số cái ảnh hưởng đến sự phát triển của đàn ông, một số cái nhân tố, một số cái yếu tố quan trọng nhất để ảnh hưởng đến sự phát triển của đàn ông. Các bác cũng lưu ý về cái vấn đề này, để có muốn được phát triển đàn ông lên thì ta cần phải dựa vào những cái yếu tố ở trên video này. Chúng ta sẽ có khắc phục được những cái yếu tố ở cái thời điểm tới đây, thì các bác sẽ có những cái đàn ông vượt hè rất là tốt. Có lẽ là video hôm nay ông TV xin phép dừng ở đây. Thì cũng rất là mong năm 2021 này có thêm khoảng độ gấp 10 lần năm ngoái, năm gấp 10 lần năm ngoái là những bác thành công, và gọi lại cho ông TV báo là nuôi ong thành công nhờ những bài đăng của tôi. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chúc các bác vượt hè gọi là thành công. Xin chào các bác, tôi sẽ dừng video đây. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Tạm biệt các bác nhé.